Nhờ có tụi em á mà Trà mới lấy lại được dĩ giác. Chứ làm bartender mà không có dĩ giác thì làm cái gì được nữa. À, quên nữa chú ba. Gì? Hôm bữa Trà kêu con bán bịch chanh được tới 300 ngàn lận đó. Ủa, vậy đó hả? Tiền đâu? Tiền chanh đâu? Không phải 300 là 400. 400 liền. Nè, ở đâu ra? Ở đâu ra mà lòi thêm 100 nữa? Ha? 300 thôi. Chanh dởm mà bày đặt mắc tiền. Ủa, còn hơn không? Chanh dởm không có chua mà đặt đòi 400 ở đâu ra? Xí, cái này em xin xí là nhà Ly mua chanh, nhà Ly nói là chua ơi là chua, chanh rất là chua. Chua hồi nào? Không hề thấy chua. Chà, nếu mà không chua đúng không? Được rồi, tôi sẽ chứng minh. Đi đâu vậy? Gì à? Em ơi, anh đã chuẩn bị cho em hết rồi. Bây giờ nếu mà em ăn, em cảm thấy chua là chắc chắn em đã hết bệnh rồi. Em ăn thử đi. Ôi, ăn thì ăn. Chua rồi đúng không? Chua đúng không? Chua đúng không? Ngon. Có chua gì đâu. Sao ngon? Thì bình thường có gì đâu mà chua. Trời ơi, đó, trốn dán luôn kìa. Em sao vậy? Bữa anh á, anh pha cho em rồi ly nước chanh bà kêu là hả ngon với lại có chua mà. Thì đúng rồi, chanh muối ngon mà. Ủa, tôi pha chanh mật ong mà. Ủa vậy hả? Vậy là Trà không phải mất vị chua nữa mà là rối loạn vị giác rồi. Chào mọi người. Ủa, tôi có mua chanh cho bạn tôi nè, để qua chia cho mọi người nè. Bộ nhận quà mà sao hôm nay thấy vui vậy? Ta khỏi luôn đi. Ông đem về ông tự ông ăn luôn đi. Tôi đưa vợ tôi đi khám bệnh đây. Đi bà. Ủa bệnh gì? Bệnh gì thì đi khám rồi biết. Đi. Gì vậy? Mẹ. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.